Đình Quang thay kính chào quý khán giả của người Việt TV Online Sau đây là bản tin trong ngày Hệ thống Amazon vừa mới loan báo là họ sẽ quyết định cho nghỉ việc vài trăm nhân viên Mà đa số những người này nằm trong những cái văn phòng chính Tức là thuộc về tổng hành dinh của Amazon Amazon nói rằng đây là một cái quyết định để mà tái phối trí lại công việc của Amazon Nhất là sau khi Amazon đã mua lại cái hệ thống Whole Foods Chúng ta cũng biết là khi mà mua lại một cái hệ thống như vậy thì có rất nhiều nhân viên của một cái cơ sở mới làm trùng một công việc với cái cơ sở bỏ tiền đã mua. Cho nên Amazon nghĩ rằng cái việc trùng dụng này cần phải tái phối trí lại và họ sẽ cho nhiều trăm nhân viên nghỉ việc. tính cho tới cuối năm 2017 thì Amazon có tổng số là 560.000 nhân viên trên toàn thế giới và hiện nay thì Amazon đang dự trù sẽ bỏ ra 5 tỷ Mỹ Kim để xây một cái tổng hành dinh thứ hai tức là second headquarter mà cái tổng hành riêng này chưa biết nằm ở địa điểm nào dự trù là sẽ thu nhận vào khoảng 50.000 công an việc làm và riêng cái quý vừa qua của Amazon thôi tức là chỉ trong vòng có 3 tháng mà Amazon đã đạt một cái lợi nhuận lên tới 2 tỷ Mỹ Kim nhờ cái sự tấp nập trong mùa buôn bán lễ Tết vừa qua. Cô Vanessa Trump Jr. tức là con dâu của Tổng thống Donald Trump vừa mới phải vào bệnh viện chỉ vì vừa mới nhận được một cái phong bì. Khi mở ra thì trong đó có một loại bột trắng khiến cho cô bị ói mửa khó chịu. À, sau đó thì cảnh sát đã đưa cái bột trắng này đến cho phòng thí nghiệm và họ xác nhận rằng bột trắng này không nguy hiểm. Thưa quý vị, cô Vanessa Trump là vợ của Donald Jr. Trump, con trai của Tổng thống Trump. À, cùng với bà mẹ của cô và một người hàng xóm cũng phải vào bệnh viện nhưng mà cả ba người đều an toàn. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York um, cho biết là bột này được để trong một bưu kiện gửi đến với cái địa chỉ là Donald Trump Jr. tức là con trai của Tổng thống Trump. kể từ năm 2001 tới giờ thì chính quyền liên bang và đặc biệt là cơ quan FBI bắt đầu lên tiếng báo động bởi vì có rất nhiều trường hợp bột trắng đã gửi đến cho các cơ sở đặc biệt là những vị dân cử và những vị quan chức chính phủ. À, ngay cả các cơ quan truyền thông và đã khiến cho 5 người bị thiệt mạng cho nên họ rất cẩn thận khi mà những phong bì có những cái loại bột trắng như vậy. một người săn trộm sư tử tại một cái vùng à, bắn à, thuộc về à, tài sản của một tư nhân tại Nam Phi đã bị một bầy sư tử quay lại tấn công và ăn thịt chỉ còn lại có mỗi một cái đầu lâu mà thôi các phần thi thể của nạn nhân này người ta đã tìm thấy được trong một khu vực săn bắn tư nhân nằm bên ngoài khu lâm viên quốc gia nổi tiếng đó là Kruger National Park ở phía đông bắc của Nam Phi. Cảnh sát nói rằng họ đã tìm thấy một khẩu súng và đạn gần thi thể tức là gần cái đầu của nạn nhân. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết rằng có vẻ như đây là cái người đi bắn săn bắn trộm nhưng mà không ngờ gặp bầy sư tử quay lại tấn công và bầy sư tử đã ăn trọn vẹn thân thể người này chỉ để lại cái đầu mà thôi. Người ta chưa biết danh tánh của người săn trộm này là ai. Vụ này chỉ xảy ra chỉ ít tháng khi có một người đi săn trộm cái con tê giác và bị con tê giác nó hút bị thương ngay tại một công viên quốc gia ở Nambia. Thưa quý khán giả không biết từ đâu mà người Tàu và sau đó ảnh hưởng tới người Việt Nam và một vài sắc dân khác ở Á Châu tin rằng cái sừng con tê giác có thể giúp cho phái Nam tăng cường sức mạnh về phương diện chăn gối và giúp giải quyết một số những vấn căn bệnh hiểm nghèo như là bệnh ung thư chẳng hạn sừng tê giác rất là đắt nếu quý khán giả theo dõi một cái chương trình phóng sự trên Netflix với tựa đề là The Trafficking thì quý vị sẽ thấy rằng có những cái đoạn khúc sừng tê giác nhỏ như thế này thôi bán tại một cái khu chợ bí mật tại Việt Nam giá 200.000 Mỹ Kim và Việt Nam được xem như là một trong những quốc gia tiêu thụ sừng tê giác uh, bất hợp pháp nhiều nhất trên thế giới. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong bản tin kế tiếp.